của một số anh em đại diện cho cộng đồng tiệm điện đến với thành phố Đà Nẵng và một số vùng lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam để mang đến cho những cái tiệm điện vừa rồi đã bị ngập sâu trong lũ những món quà tinh thần từ cộng đồng tiệm điện. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến với vùng lũ, mà kể từ năm 2019 thì chúng tôi đã đặt chân đến nhiều những vùng lũ và những cái vùng rốn lũ của tỉnh Thừa Thiên Huế, của Quảng Bình, của Hà Tĩnh. Khi chúng tôi đi đến những cái tiệm điện mà đã bị ngập sâu trong lũ thì có những nơi đường đi vào rất là khó khăn vì sạt lở, rồi có những cái tiệm điện nước nó ngập coi như là quá đầu người, có những cái tiệm điện ngập lên đến cả tận cả mái nhà. Lũ thì đến nhanh, người dân thì trở tay không kịp, lúc đó họ chỉ lo cho tính mạng họ. Tất cả hàng hóa hay là mọi thứ vật dụng trong cửa hàng, trong gia đình coi như là đều đã bị có những vật dụng thì bị trôi, có những vật dụng thì đều đã bị ngập nước, tất cả mọi cái đều không thể sử dụng được. Cái cảm xúc cá nhân của tôi lúc đó khi đứng trước cái tình cảnh như vậy thì rất muốn được làm một điều gì đó để giúp cho những cái tiệm điện trong vùng lũ có thể có cơ hội phục hồi và cái việc kinh doanh trở lại sau lũ. Thấy được những khó khăn mà các tiệm điện miền Trung đang gặp phải, Điện Quang và cộng đồng tiệm điện đã phát động phong trào chung tay sẻ chia, hoạt động hướng đến việc giúp đỡ, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và phần nào ổn định hoạt động kinh doanh sau thiên tai cho các tiệm điện miền Trung. Phong trào cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và đóng góp từ các nhà phân phối và cộng đồng cửa hàng điện trên cả nước. Là cửa hàng này là cô ra đó là cũng hơn chục năm rồi, hơn 10 năm rồi, nhưng lúc đó là cái đường này chưa mở cho nên khách cũng ít, nhưng mà từ cũng 5 năm đi trở lại là khách đông, cô bán hàng rất là nhiều về đồ điện quang. Tất cả mọi thứ cô khách tới là cũng giới thiệu toàn món đồ điện quang mình của lo, nói chung họ đến đi là mình của lo trở lại. Điện quang là ở đây dân là rất là chủ, kể cả bóng đèn hay dây ổ cắm hay là tất cả mọi thứ là thích. Giờ có những nhiều cửa hàng khác thì cũng rất là nặng nề, thì họ cái thuộc nước nó dâng lên bất thình lình, thì trong vòng 15 phút nó dâng cao cả 1 mét, thành ra là nhiều nhà họ không trở tay kịp, cũng hư hại cũng rất là nhiều, tức là điện bóng đèn điếc thì cũng rất là hư hại, nhưng mà đều bóng đèn có cái là mình có thể là công ty thu hồi lại, sau đó là đổ lại cho cửa hàng, thì là điều đó cũng rất là vui. Mặc dù chuyến đi kéo dài rất là nhiều ngày, không thể nói là không vất vả, nhưng anh em chúng tôi thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi đã đem lại được một cái điều gì đó, đã làm được một chút gì đó mang ý nghĩa về mặt tinh thần cho những tiệm điện ở trong vùng lũ. Công ty Điện Quang đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho cửa hàng qua trận lụt vừa rồi, thì xin chân thành cảm ơn. Còn nếu mà qua đợt lũ thì cứ ủng hộ của Điện Quang với lại những cửa hàng mà bị ảnh hưởng á, thì điều đó rất tốt. Thì các cửa hàng cũng muốn cho Điện Quang một ngày mà phát triển, và các những sản phẩm của Điện Quang thì hiện tại thì căn các cửa hàng cũng đều có dùng và người dân cũng đồng rất tin tưởng. Cho nên Điện Quang cố gắng phát triển thêm hơn nữa. Thì ở đây cô cũng muốn gửi gắm lên công ty Lồng An càng ngày càng tốt, phát triển tốt, đẹp mà lồng hoàn chất lượng để cho có cái thương hiệu nó phát triển nhanh nữa. Đúng, rất cảm ơn công ty, là công ty rất là quan tâm đến những cái thiệt hại của các cửa hàng, và về đây hỗ trợ cho cửa hàng dù ít dù nhiều, nhưng nó là một tấm lòng công ty quan tâm đến những cái cửa hàng nơi tiêu thụ cái sản phẩm của Điện Quang. Gửi lời cảm ơn và chúc ban giám đốc và lãnh đạo của công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong vấn đề kinh doanh của mình. Thông qua hoạt động này thì càng khẳng định là cộng đồng tiệm điện sẽ chung tay sẻ chia khi có một thành viên hay là một nhóm thành viên nào đó trong cộng đồng gặp khó khăn
thì sẽ có người đại diện trong cộng đồng đứng ra kêu gọi để chung tay hỗ trợ.